Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái thiết bị đo cái độ pH của độ dung tôm, đồng thời là đo cái cảnh báo cái mất điện của dung tôm thông qua điện thoại. Thì đối với các vuông tôm á, thì việc mất điện cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mất điện có thể là không có quay được cái quạt tạo oxy, và ảnh hưởng rất là lớn cho tới cái nồng độ oxy hòa tan trong cái vuông tôm. Thì ở đây là cái phần này là phần lấy điện vào và cảm nhận cái điện điện có hay không, và một phần nữa là phần pH. Khi mà pH nó vượt cái ngưỡng á, nó quá cái ngưỡng cho phép thì nó sẽ báo về điện thoại. Thì ở đây chúng ta sẽ nó sẽ báo về là về hai số. Các bạn muốn báo về số nào, báo như thế nào đó thì tôi đều có thể làm được. Thì đây là một cái số này là báo mất điện. Cái này là báo pH. Thì như ở đây chúng ta thấy nè, đây là mất điện đây. Mất điện. Hiện nay trạng thái đang ở mất điện. Mất điện. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Cắm điện vào các bạn. Cắm điện vào ha. Chúng ta thấy là ở đây sẽ có một con led, nó sẽ sáng lên. Ok, sáng lên đó các bạn. Thấy rồi. Đây các bạn thấy rồi. Ok. Rồi, bây giờ á khi mà chúng ta mất điện, chúng ta rút điện ra. Ta rút điện ra. Ok. Rút điện ra thì nó sẽ gọi vào trong cái điện thoại này. Nó gọi ở trong điện thoại này. Nó đang cho lệnh gọi đó các bạn. Ok, nó gọi tất cả là hai cục. Đó. Rồi bây giờ trong thời gian nó gọi tôi chờ tôi lấy nước nha. Nước nước lấy nước. Đó, thì nó đang vẫn đang là gọi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào trong cái nước cất này. Nước được phải nước cất đâu, gần gần giống nước cất thôi. Nước thông thường, nước phong tên của chúng ta đưa vào trong đây thôi. Cục thứ hai nè. Đó là cục thứ hai. Đây. Gần giống nước cất thôi. Bỏ vào. Thì chúng ta sẽ xem nó lên bao nhiêu. Nó đang lên dần đây. Nó phải lên là 7.5 tới 8.5. Nó bắt đầu mới thiết lập cái ngưỡng. Thì trong cái chương trình của mình á, khi mà nó lên 7.5 á, nó sẽ reset, nó sẽ set up lại các thông số để mà nó gọi về cho chúng ta. Đó, cục thứ hai xong rồi đó, hai cục rồi đó. Thì bây giờ coi như vấn đề mất điện nó ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần pH. Thì pH ở đây nó chưa lên tới được 7.5. Nếu mà chờ thì lâu lắm bạn. Chờ lắm. Nước cất thì pH chuẩn là 7, nhưng mà cái này thì không phải nước cất. Nó cũng gần 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 thôi. Cho nên nó có sai số. Thì chờ lâu lắm, tôi đưa vào trong cái nước mà nó có pha sẵn cái kềm, tức là pha sẵn bột giặt á. Tôi đưa vào. Ok. Chúng ta sẽ xem này. Đợi là 7.5 mà được. Ok, 7.5. Và chúng ta trong đó nó sẽ xét về không rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó rớt xuống 7.5. Đưa vài nước 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 thường. Đưa nước thường thì có thể nó hơi lâu một chút xíu, bởi vì cái đầu đo nó hiện nay nó vẫn còn trong trong cái pH, nó có một cái đầu đo điện cực, nó vẫn còn nằm. Đó. Thì hiện nay là pH là lớn hơn 8 chấm. Hồi nãy là lớn hơn 8.5 thì nó sẽ gọi về. Nó sẽ gọi về thì trong đây là nó gọi về. pH đang giảm xuống. Thì đó, pH đang giảm xuống. Thì nó sẽ gọi hai cuộc rồi thôi.
chúng ta có thể sử dụng điện 12V, điện 220 cũng được, có thể là nhìn trên máy tính cũng được. Nhìn máy tính thì mình đang làm thôi, mình nhìn máy tính thôi, chứ còn khi mà ra bên ngoài thì mình không cần máy tính, mình rút ra cũng được, không thành vấn đề các bạn. Ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để sang ví dụ như axit đó, nó rớt xuống à, axit đây nó khoảng chừng dưới dưới đây nó rớt xuống không đây nó rớt xuống các bạn, tôi sẽ gọi hai cục như vậy, hai cục này. Thì mình hy vọng là cái sản phẩm này có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, cũng như là giúp các cái nhà nông có thể giám sát tốt hơn cái vụ tôm của mình. Thì cái này là xong hết rồi đó, bây giờ chỉ còn gắn vào thôi, cái này mình mở ra để cho các bạn cùng cùng nhìn thấy cái nguyên lý của nó. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại ở những clip kế tiếp.